khu cốc, lò phùng sùng gần xã Võ Miếu, huyện Thành Sơn. Tên cá phùng ni cài, hỏi nưng cậu xếp xí cho hơn, cùng hành văn lại lò bom me chở quân mừng. Bưng bị dòng băn bảy hạ, bùng kiến thấy số không bom me dốt nì bỏ lại cắt khó. Phân lại quân dần là xét dần hay na, hủ to bú khẩu xét hay, bom me xét nổi lệ thôi. Trước đây khu cốc có đời sống bà con nhân dân rất khổ sở vất vả, làm ăn thì cần đi xuống khu cốc lò phùng bom me bỏ lại cắt khó, nhăng bấu dệt kinh tế làm ăn nó hơi lạc hậu, nó không phát triển được. Mấy cái năm trước kinh tế của dân lúc ấy còn nhà nạt lạc hậu. Khu cốc vẫn lại là bom me chờ quân mừng, cần đi bỏ lại cắt khó, bấu dệt kinh tế dân làm cắt khó. To cắp khổ nằn, cắp về dệt lò bí thư chỉ bộ, đồng chí Hà Hồng Thuyền lưng ngắm bùn, vài do ó bắt bày, vài nho sùng bồng kiến thấy xú hở quân dần. Ai có tranh tranh gian chơ, trả ban cắp bưng quân bên lang tiền chơ, cánh chỉ ủy, chỉ bộ, vài do ó bắt mà bê kinh tế. Thấy là bà con mình hiện nay là còn một số cái diện tích đất đổi, còn hoang hóa rất nhiều. Khói hình vùng quê hơn hầu, nhằng bao gió ó để bắt bày choi sở bom me o khói cắt khó, đình nhằng vang hở, sơn hàn ho trò bú, bưng cò mạ bè. Kham bá bày bom cắp vê dệt, về hở cút dần tiền chơ, dệt toi bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền, cò on cúc bày cấn. Hình khu ngai đi khòn phùng tình, vầy bú cò keo, dân hành như luôn chắc mắn dệt dần, so sáo luôn dệt sủ khoa học kỹ thuật làm đủ men toi quy trình, dân hành cò keo khòn cho hơn cò mà pe. Hình cò keo khòn phùng tình địa phương trong khỏ, ai thuyền còn nêu chớ bom me cùng vùng bom năm dệt. Cánh năm dệt, lại cho hơn còn nhăn ngắm bùn, ha pha làng chơ đại bí thư chỉ bộ ẩn trị, hình đầy mô hình cọ keo, mạ pe, lại cho hơn cùng phùng còn năm xe tòi. Cho hơn ơi dừng thị quyền rú khủ cốc, cân ní, vang tình vầy lạ, bấu bú cỏ rằng vầy cất đầy kinh tế, ha pha làng chơ đại bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền ẩn trị, ơi có khanh trào bú cái dòng hết ta cọ keo. Ơi quyền cò mi hay cò keo mà bé dân mình nhỉ là nhờ lúng bí thư chỉ bộ. On chỉ choi sở cho hơn ở bên Thái, lăng ngắm về dệt. Khai nỉ kinh tế cho hơn mở hơn tạch tình. Hình mô hình kinh tế còn bí thư chỉ bộ cơ đại lăng đi, khỏi co bú cò keo phải mà bé hoặc cài cò keo mà bé chăn đi. Té bưng về dệt chảnh thí, khòng bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền, cắp lung, on chỉ, quân dần, sân nằn khai nghi giúp vung tình. Khủ cốc có mít lại phiến mới, té hay cỏ keo, cắm khèo. Bãi đất đây để hoang hóa thôi. Cơn ý vùng tình gần hơn mà khỏi vang vầy lạ. Ai thuyền còn chỉ mà khỏi bú cò keo cất đầy kinh thế dùng. Quân dân mà khỏi có bú cò keo khai nì bồng kiến đầy số cò đầy nho khẩn. Vầy hợp quân dân quê chào mít lại khu bến Thái van xề cắt khó ướt giá, bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền lưng ngắm bùn lưng vinh gân, bí thư chờ quân mừng thay nỉ có gần tức đầy bày từng hơn họ từng mô hình dệt dần và trên báo luôn dệt dần hở chóp gò bưng chờ khẩu mở áo khẩu dệt dần ai có lung bày từng hay na bòm cắp bưng cho hơn ổn chỉ bom me quân dần choi sở bom me hồ đầy kỹ thuật lâm đù hồ đầy về cầm phong bùng mách hải cỏ khẩu, lông vào cuốn xà chóp khỏ. Khai nghỉ bom mê quân dần rút vùng, khủ cốt, cỏ mi bưng chở khẩu chất lưỡng dùng. Cánh cực đẩy lại khẩu nắm, bom mê cỏ quân dần. Từ ngày ông Xuyên làm chi bộ
bộ thì ông ấy đưa giống lúa mới. Khai nì mê bí từ chi bộ ma on chi mờ khỏi lâm đủ có khẩu ao chợ khẩu lai ma dê dần cơ đại lại lăng đi. Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư. Bí thư chỉ bộ cánh trường bón quân dân kinh rú cho giờ bón me dê dần on chỉ bưng cỏ bú tổ thành cơ đại kinh tế dùng. Cho hơn lúng Nguyễn Văn Hưng cách nền sĩ bì thuốc cho hơn cắt, nhất lo cắt khó rú vùng bón me. Nhờ đại bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền mà trên báo nếu chớ phiến thái cỏ bú tổ thành, cho hơn lúng có tăng tánh kho quăng tành ngô khoai. Té mô hình tành lấy mà pe cơ đại lúc hiệp thù cho giờ cho hơn lúng hớt gần ó gói cắt khó, bông kinh đai xú đại đỉ hơn cấn. Cái thì cho hơn lúng có tăng tánh đầy hơn khăn chăn mắn nà, lúng hừng hào hú và bí thư chỉ bộ báu ma ọn chỉ cho hơn khỏi báu lông dệt bé dân khai nghị, báu thể ó gói cắt khó. Ông Hồng Xuyên là cũng thường xuyên đến vận động chúng tôi. Bông kinh đai xú gần cho hơn khỏi. Đại giấc mơ nghỉ là nhờ bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền nắm cầm lưng bếp mốt mà trên báo bằng bánh hạ bóp me lung năm dệt kinh tế cho giờ bóp me biến thái cỏ bú tổ tành cho hơn khỏi có tành ngô quái khai nì mạp bè. Cắp lung nếu chớ, năm dệt khòn căn bút đám viên bí thư chỉ bộ trầm khù Hà Hồng Thuyền khai nì bóp me rú vùng khủ quốc có mi khu biến thái lắng ngắm mà bé kinh tế dâng cho hơn ai hàng ngọc như cân ní có tành lãnh nổi nếch dâng nàn bí thư chỉ bộ chứng khu dân cư ma nêu chớ ổn chỉ lông dây kinh tế cho hơn ai như có khanh chờ năm xét mô hình tành mù tất lông cả khải chân hăng khai nghỉ cho hơn ai bị cài giảm xếp tổ mù mỗi bì hiếp thù cài hỏi nâng trưởng bản ngân cho sở cho hơn ai bị bồng kiến tây số tệt tình hơn. Đầy bí thư chỉ bộ mà nêu chớ mà bé kinh tế cho hơn khỏi có cô hén mi mô hình kinh tế mà bé đồng chí còn nêu chớ ba mẹ cùng chỉ bộ khỏi có hén vắng cánh mà bé mô hình tành lính khai nghỉ cho hơn khỏi tành mù là cốt chính cất ảo luôn hiệp thù tất tình mà hờ cho hơn. Đối với gia đình tôi nuôi lợn thì đảm bảo kinh tế cuộc sống gia đình tôi cũng khá hơn. Bộ kiến đế số đằng mi số phùng đỉnh bôn nghỉ, số cho hơn cắt cỏ giòn lúng và cơn ní hạ bịp. Cho hơn cắt to cài hốt xếp vấn hỏi, khai nỉ cỏ giòn lúng nhăn xếp vấn hỏi. Lùng hiệp thủ bằng bưng mọi hồ quân có kết đầy cài giảm xếp chiều mặt ngân mọi cuốn bị nưng. Mi đầy sức nặng là nhớ vân nưng nhái lùng cùng với ẩn cúc bài cớn khoảng trắng quyền, sân ai Hà Hồng Thuyền. Cài cao bì dết bí thư chỉ bộ, ai lưng cố hánh dết một đỉnh năng về đáy rào, ai còn lại tơ, mi ó lại năng về dết, về mặt bách kinh tế xã hội hôn phân, gión cắt khó số địa phương. Bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền, mấy các đồng chí đảng viên đã... Nhờ mi bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền nằm cầm, bòm các quân dần, bòm mẹ mở khỏi còm hù lông dây kinh tế bồng kiến thay xú, còn mít lại bên mớ, bòm mẹ mở khỏi hù, bên thái cỏ bút tổ tành bồng kiến thay xú đầy đi hơn cấn. Mở khỏi cỏ bú, cỏ keo, cỏ kinh má, má bốc, má mông, khai nhì bồng kiến thay xú đầy nhóc gần. Đồng chí Hà Hồng Thuyền nóng cầm cánh xó ó bắt bảy mở vài hợp bóng mềm bạc bay kinh tế ẩn chỉ bóng mềm dù và học kỹ thuật khẩu dây dần khai nghỉ bông kiến thế xú còn quân dần còn mà pe bưng cho hơn cỏ mi hơn nà và mặn xú phát triển là cũng tương đối là đồng đều là các hộ gia đình có cũng có điều kiện xây được cái nhà kiên cố. Khủ cốt bên mái dòng mờ nhì là nhớ vân nâng nhái lùng khỏng đồng chí bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền nêu chớ dù súng cánh tấm tén lông khát sàn cùng bản ná ông nghị quyết khỏng mà bé kinh tế xã hội cùng bụng kiến thế số tế bưng về dệt trành thí khám phá bảy bòm các về dệt nhất lo bưng về mi khủ đi hạ quân dần cho cầm quyết năm dệt
Pi Song Pan Pai Sip Hốt Bí Thư Chi Bộ Trần Khu Hà Hồng Thuyền có đầy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn nhôm chế khen cánh mi lại thành tích ven xanh cùng năm dệt chỉ thị không hà khổng bộ chính trị mà năm dệt VF học cánh dệt toi lang trở khổng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu cốc là một cái khu mà toàn người dân tộc Mường với số hộ là gần 200 hộ dân. Dù khu cốt văn này là bao mẹ chờ quân mừng các trạm sàng hỏi cho hơn dần. Cân ý bông kiến đại dũng không bao mẹ dũng đi bỏ lại cắt khó, lại cho hơn cắt. Tại chớ mi đồng chí thuyền, mà sẽ bí thư chỉ bộ cấp trách nhiệm gòn đảng viện nắm, đồng chí có ép học bưng lông hụt trăng, cánh cài lại chu tập tư có ta má, địa phương, năm dệt on chỉ bông mẹ, năm dệt bưng mô hình tú bằng tành lĩnh. Cánh rú nỉ lại cho hơn có vang xề đầy cho hơn cắt bông kiến đưa số gần quân dần mờ hương đầy nhó gần lò bí thư chỉ bộ lưng on gốc bài cấn cánh năm dệt chun năng về cùng mà bê kinh tế cho hơn choi sở quân dần ó khói cắt khó bí thư chỉ bộ Hà Hồng Thuyền có đầy bóp me rú khủ quốc tiền chơ cánh dệt tòi năm dệt về mà bê kinh tế phiến thái cỏ bú tổ tành hot cay rú cùng vùng mi cài trái xếp cho hơn dần hăng mi đi đẩy cho hơn cắt mở hương son lúng khu cốt mơ chầu cắt khó cài nghỉ cọp phên khính bành nở uốn ình môn mô hơn.